bạn báo cáo tình hình công việc ở nhà như thế nào, rồi các bạn tương tác với nhau giống như là đồng lòng cùng thành phố dập dịch. Để nhanh tiến độ giải ngân nhằm triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động. Đây là nội dung hội nghị trực tuyến do ngân hàng chính sách xã hội tổ chức hôm qua. Như giải ngân của ngân hàng chính sách xã hội cho người sử dụng lao động đối với nhập cảnh nhiễm Covid-19, chủ yếu là lao động từ Thái Lan trở về nước. Đây cũng là nguồn du nhập biến thể Delta có thể gây ra làn sóng lây nhiễm mới nguy hiểm hơn tại Campuchia. Phóng viên của truyền hình Việt Nam từ Campuchia đưa tin. Từ đầu tháng 7 đến nay, bình quân mỗi ngày Campuchia có gần 1.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có khoảng 20% là nhập cảnh, đa số là lao động Campuchia từ Thái Lan trở về nước, bởi tiêm vaccine đầy đủ. Hiện nay, Campuchia đang tập trung cố gắng quản lý phòng chống dịch bệnh dọc theo tuyến biên giới với Thái Lan và phấn đấu hoàn thành tiêm vaccine 10 triệu liều vào tháng 11 tới để đạt được miễn dịch cộng đồng. Theo thông báo ngày hôm nay, Campuchia có 954 ca nhiễm COVID-19 và 27 trường hợp tử vong. Và thực hiện các biện pháp trọng điểm tại một số địa phương khác để phòng chống dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát trở lại tại các địa phương này. Thông tin thêm từ nhóm phóng viên thực tế đại diện Việt Nam tại Nhật Bản. Theo quyết định, tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng tại Tokyo từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8 tới. Trong khi đó, tình trạng khẩn cấp tại Okinawa cũng sẽ được kéo dài trong thời gian trên. Ngoài việc ban bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ Nhật Bản cũng quyết định sẽ thực hiện các biện pháp trọng điểm tại 4 địa phương khác là Saitama, Chiba, Kanagawa và Osaka. Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại, chính quyền các địa phương kêu gọi người dân hợp tác, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp mạnh để phòng chống dịch bệnh, như giới hạn thời gian tổ chức sự kiện trước 9 giờ tối, cũng như giới hạn số người tham gia các sự kiện dưới 5.000 người. Thành phố Hồ Chí Minh, xe này phải được gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô, khu vực phía bên phải người lái xe. Từ ngày mai chỉ còn chạy đôi tàu SE7, SE8 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đó, tạm dừng chạy đôi tàu SE3, SE4 xuất phát từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ nay tới ngày 23 tháng 7. Cũng từ hôm nay đến 23 tháng 7, các tuyến tàu thống nhất không đón trả khách tại ga Sài Gòn, không đón khách tại ga Di An, Bình Dương, không đón trả khách tại ga Tuy Hòa, Phú Yên. Ngoài ra, từ hôm qua, tuyến Hà Nội Hải Phòng tạm ngừng tổ chạy tàu LT5, LT6, tạm ngừng đôi tàu HT2 từ hôm nay và tàu HT1 từ ngày mai. Hà Nội hôm qua đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Đây là một trong những biện pháp điều chỉnh của Hà Nội để chủ động phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, bố trí lập các chốt trực.